Vì sao? Vì sắc chẳng phải trụ, chẳng phải được trụ, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí, cũng chẳng phải trụ, chẳng phải được trụ. Đại Bồ Tát ấy luôn tương ưng với sáu pháp ba la mật đa, không bao giờ tạm rời. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát dùng phương tiện vô trụ ấy, tu hành sáu pháp ba la mật đa, thì Đại Bồ Tát ấy mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Thiện hiện nên biết, như người muốn ăn quả xoài, quả na, trước tiên phải lấy hạt của nó trồng ở ruộng đất tốt. Theo thời gian chăm bón, săn sóc, sửa sang, lần lần nó phát triển mầm chồi, thân cành lá, gặp thời tiết hòa hợp, nó trổ hoa kết trái, sau khi quả chín, hái ăn. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, trước tiên phải học sáu pháp ba la mật đa, lại đem bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự để giúp đỡ các hữu tình. Giúp đỡ họ rồi, dạy bảo họ an trụ vào bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, khiến họ an trụ vào pháp phần Bồ Đà, như bốn niệm trụ, vân vân. Sau khi an trụ, được giải thoát tất cả khổ lớn sanh tử, chứng đắc an lạc, thường trụ tịch tĩnh, Bồ Tát ấy sẽ đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, đến tận đời vị lai luôn làm lợi ích cho tất cả. Cho nên này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với các pháp không muốn nhờ vào duyên khác, mà là tự khai ngộ, muốn thành thục các hữu tình, muốn trang nghiêm thanh tịnh được cõi Phật, muốn an ổn ngồi tòa Bồ Đà vi diệu, muốn chinh phục ác ma, muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí, muốn chuyển pháp luân, độ chúng hữu tình, thì nên học sáu pháp ba la mật đa, dùng bốn nhiếp pháp làm phương tiện để hộ trì các loài hữu tình, giúp họ giải thoát các khổ sanh tử. Khi Bồ Tát siêng năng tinh tấn tu học như vậy, thì nên luôn tu học bát nhã ba la mật đa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Phật dạy Bồ Tát nên siêng năng tinh tấn tu học bát nhã ba la mật đa ư? Phật dạy: Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, ta nói Bồ Tát nên siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát đối với tất cả pháp muốn được tự tại thì nên học bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa thâm sâu, có đầy đủ oai lực lớn, có thể làm cho các đại Bồ Tát được tự tại đối với tất cả pháp. Thiện hiện nên biết, bát nhã ba la mật đa thâm sâu là cửa mà các pháp lành hướng đến, ví như biển lớn là cửa của tất cả dòng nước chảy về. Cho nên này thiện hiện, hoặc thiện nam thanh văn thừa, hoặc thiện nam độc giác thừa, hoặc thiện nam bồ tát thừa, đều phải siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa thâm sâu này. Thiện hiện nên biết, khi các đại bồ tát siêng năng tinh tấn tu học bát nhã ba la mật đa thâm sâu này, thì cũng phải siêng năng tinh tấn tu học bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, cho đến siêng năng tinh tấn tu học trí nhất thiết trí. Thiện hiện nên biết, ví như người bắn giỏi, mặc áo giáp kiên cố, cầm cung tên tốt, không sợ kẻ thù. Cũng vậy, các đại Bồ Tát giữ gìn phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí, làm cho quân ma ngoại đạo và những luận phái khác không thể nào thắng được. Cho nên này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, chuyển diệu pháp luân, độ chúng hữu tình, thì phải siêng năng tinh tấn tu học bát nhã ba la mật đa. Nếu đại Bồ Tát thường siêng năng tinh tấn tu học bát nhã ba la mật đa thâm sâu, thì được chư Phật Thế Tôn ở quá khứ, vị lai, hiện tại luôn luôn hộ niệm. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao đại Bồ Tát thường siêng năng tinh tấn tu học bát nhã ba la mật đa thâm sâu, được chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại cùng hộ niệm? Phật dạy: Thiện hiện, nếu đại Bồ Tát thường siêng năng tinh tấn tu học bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tức là tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí, nên được chư Phật Thế Tôn quá khứ, vị lai, hiện tại cùng hộ niệm. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát ấy tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí như thế nào để được chư Phật Thế Tôn quá khứ, vị lai, hiện tại cùng hộ niệm? Phật dạy: Thiện hiện, khi đại Bồ Tát ấy tu hành bố thí ba la mật đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí, quán bố thí ba la mật đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí đều bất khả đắc, nên được chư Phật Thế Tôn quá khứ, vị lai, hiện tại cùng hộ niệm.
Lại nữa, này thiện hiện chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, mặc dù thường hộ niệm Đại Bồ Tát ấy, nhưng không lấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí để phát sanh hộ niệm, vì sắc cho đến trí nhất thiết trí bất khả đắc. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát mặc dù nhiều học xứ, nhưng không có học xứ. Phật dạy thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, các Đại Bồ Tát mặc dù nhiều học xứ nhưng không có học xứ. Vì sao? Vì thật sự không có pháp nào để chúng Đại Bồ Tát tu học. Thiện hiện bạch Phật, Phật giảng nói pháp tóm lược hay sâu rộng tương ưng với 6 pháp ba la mật đa cho chúng Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chuyển diệu pháp luân, độ chúng hữu tình, đối với pháp tương ưng với 6 pháp ba la mật đa này, dù tóm lược hay sâu rộng đều phải lắng nghe, thọ trì, đọc tụng để được thông suốt. Thông suốt rồi tư duy đúng lý, sau khi tư duy phải quan sát rõ ràng đúng đắn, quan sát làm cho tâm và tâm sở đối với tướng sở duyên đều không bị lay động. Phật dạy thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông đã nói. Lại nữa, này thiện hiện, đối với các pháp tương ưng với 6 ba la mật đa mà Phật Thế Tôn đã nói, dù tóm lược hay sâu rộng, các Đại Bồ Tát đều phải siêng năng tu học, phải như thật biết rõ về tướng rộng hẹp của các pháp. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát làm thế nào để như thật biết rõ về tướng rộng hẹp của các pháp? Phật dạy thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật biết rõ tướng chân như của sắc, như thật biết rõ tướng chân như của thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến như thật biết rõ tướng chân như của trí nhất thiết trí, thì Đại Bồ Tát ấy như thật biết rõ về tướng rộng hẹp của các pháp. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của sắc, thế nào là tướng chân như của thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến thế nào là tướng chân như của trí nhất thiết trí, để các Đại Bồ Tát như thật biết rõ mà học, như thật biết rõ tướng rộng hẹp của các pháp. Phật dạy thiện hiện, chân như của sắc không sanh, không diệt, không trụ, cũng không thay đổi, nhưng mà có thể thành lập, đó gọi là tướng chân như của sắc. Chân như của thọ tưởng hành thức cũng không sanh, không diệt, không trụ, cũng không thay đổi, nhưng có thể thành lập, đó gọi là tướng chân như của thọ tưởng hành thức. Nói rộng cho đến chân như của trí nhất thiết trí, không sanh, không diệt, không trụ, cũng không thay đổi, nhưng có thể thành lập, đó gọi là tướng chân như của trí nhất thiết trí. Các Đại Bồ Tát nên như thật biết rõ để học, phải như thật biết rõ tướng rộng hẹp của các pháp. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật biết rõ tướng thật tế của sắc, như thật biết rõ tướng thật tế của thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến như thật biết rõ tướng thật tế của trí nhất thiết trí, Đại Bồ Tát ấy như thật biết rõ tướng rộng hẹp của các pháp như vậy. Thiện hiện